À, thấy ở đây hay ớt để mình vô mình hỏi xem thử xem giá ớt đồ bữa nay nó ra sao. Ớt trái đã chưa mà sao chín đỏ quá ta, rất là đẹp. Đây là cái vườn ớt. Ồ, ớt bữa nay chín nhiều quá ha. Ôi chà, quá trời trái. Anh chủ đâu rồi? À kìa, đóng cọc ngoài nữa hả ta? Sát xuống ha, trái quá trời. Trái chín đỏ cây luôn này. À, xin chào anh chủ. Xin chào anh chủ. Bữa nay ớt giá cao không anh chủ ơi? 20. Hả? 20 hả? À. Bữa nay 20.000 ký hả? Lời không anh? Dạ. Lời hả? Ớt cháy quá chừng hả? Cháy đã ghê luôn. Cái vườn này của mình mà thấy liên tục ha, thấy trồng tỉa liên tục, đang quay phim đó. Dạ đủ sống anh à, đang vội quá, ít người hái quá hả? Quá trời trái chứ, 20.000 ký là ngon rồi. Tưởng rảnh phỏng vấn cho vui. Dạ. À, mấy giờ giao anh? Chiều. Chiều nay giao hả? 20.000 ký hả? 20.000 ký cũng ngon rồi ha. Đó, đẹp ghê. Cái này là mình hái lứa đầu tiên hả anh? À. Nóng được quá.